tất cả các loại van như van vàng, van đồng, van chrome và van xanh. Các bạn mua cứ một bịch nguyên như này, tất cả một bịch nguyên là 100 cái là đều miễn ship hết nha các bạn. Thì tất cả nó đều đi kèm với lò xo với cái tê là một cái van của nó phải đi kèm với lò xo với tê hết là đầy đủ về là chỉ lắp ráp thôi. Một bịch 100 cái là miễn ship hết nha. Thì cái này thì nó đi với dây 8 ly thì mình vẫn bán dây 8 ly một cuộn 60 ngàn luôn Gần 30 mét luôn Đó mình nói rõ cho anh em biết anh em mới không hỏi nè Đó nghe mình nhắc lại Bài van, van vàng 3 ngàn van đồng 3 ngàn rưỡi Vành chrome 3 ngàn rưỡi Vành xanh 4 ngàn rưỡi 100 cái đều miễn ship trên toàn quốc hết nha anh em Mỗi cái van đều có lò xo và tê đi kèm hết nha Ok chưa yeah.